Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Cách đưa tin khác biệt giữa báo chí quốc tế và Việt Nam trong chuyến thăm của ông Putin. Ngày 20 tháng 6, BBC Tiếng Việt bình luận ông Putin tới Việt Nam, quốc tế nói gì khác với báo chí Việt Nam. Theo đó, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam được báo giới không chỉ trong nước mà cả quốc tế quan tâm. Cách tiếp cận và đưa tin về sự việc cũng có sự khác biệt. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, viết về chuyến thăm của ông Putin, nhiều tờ báo trong nước tập trung vào mối quan hệ truyền thống lâu dài giữa Việt Nam và Nga, cũng như những hợp tác kinh tế, quốc phòng giữa hai nước. Cụ thể như sau, ngày 19 tháng 6, báo Nhân dân đăng tải bài viết của chính ông Putin với nhan đề Nga và Việt Nam, tình hữu nghị được thử thách qua thời gian. Trong bài viết, ông Putin đã cảm ơn lập trường cân bằng của Việt Nam về cuộc chiến ở Ukraine. Ngày 20 tháng 6, báo Tiền Phong có bài phản ánh lại nội dung của nhiều tờ báo quốc tế về chuyến thăm Việt Nam của ông Putin. Tuy nhiên, bài viết đã lược bỏ đi các phần đánh giá tiêu cực, chỉ trích dẫn các đánh giá tích cực. BBC nhận xét, nếu chỉ đọc báo Tiền Phong, người đọc có thể nghĩ rằng báo chí quốc tế đánh giá rất cao quan hệ Việt Nam và Nga, cũng như chuyến thăm của ông Putin. Trên thực tế, các đánh giá của báo chí nước ngoài nói chung rất đa chiều, bao gồm cả tích cực, tiêu cực, lẫn những đánh giá rất gay gắt. Và đây là hình 21 phát đại bác chào đón ông Putin trong nghi lễ tiếp đón nguyên thủ quốc gia. BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander Vivon từ Hoa Kỳ cho rằng sự biểu lộ của người dân Việt Nam đối với Tổng thống Putin sẽ là thứ mà chính quyền kiểm soát rất ngặt nghèo. Thành ra, người nào mà thích Nga và hoan hô Putin thì sẽ được thoải mái. Thế nhưng những người không thích Putin và thậm chí là muốn phản đối thì sẽ không có đất để thể hiện được cái chuyện đó. BBC cho rằng nếu nhìn sang báo chí quốc tế thì người đọc có thể thấy được nhiều khía cạnh khác. BBC dẫn bài viết ngày 19 tháng 6 trên báo Al Jazeera, bà Lê Thu Hương, Phó Giám đốc chương trình châu Á, Tổ chức Khủng hoảng quốc tế nói rằng quan hệ giữa Việt Nam và Nga sâu đậm hơn chứ không chỉ là đối tác an ninh quốc phòng. Họ từng ở cùng một phía của lịch sử, họ chia sẻ cùng một lý tưởng chống lại chủ nghĩa tư bản và đế quốc phương Tây. Di sản của lý tưởng chung này vẫn đang tồn tại, bà nói. BBC đề cập đến sự phản đối gay gắt của Mỹ được nhắc tới trong một bài viết ngày 20 tháng 6 trên tờ Financial Times. Tuy nhiên, bài viết này cũng cho rằng đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam đã thành công khi liên tục đón tiếp Mỹ, Trung Quốc và giờ là Nga. Bài viết này dẫn lời ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc một viện nghiên cứu ở Singapore nói rằng chuyến thăm này sẽ có lợi cho ông Putin hơn là cho Việt Nam khi thể hiện rằng vẫn còn quốc gia đang chào đón ông. Và đây là hình Chủ tịch Tô Lâm và Tổng thống Putin duyệt đội danh dự. BBC cũng nhắc đến bài viết ngày 17 tháng 6 trên Reuters đề cập đến tuyên bố gay gắt của người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, đồng thời dẫn nhận định của giáo sư Cartier rằng chuyến thăm của ông Putin tới Bắc Hàn và Việt Nam nhằm thể hiện rằng các nỗ lực cô lập Nga từ phương Tây đã không thành công, rằng Nga vẫn có đối tác ở châu Á. BBC cho hay bài viết ngày 20 tháng 6 trên trang Fulcrum của Viện Nghiên cứu IC cho rằng truyền thông Nga khả năng cao là sẽ quảng cáo chuyến thăm lần này là một chiến thắng ngoại giao trước Mỹ nhằm đánh tiếng rằng Việt Nam chưa hoàn toàn chuyển sang phe Mỹ. Ngoài ra, bài viết đánh giá rằng tổng trọng có thể coi việc đón tiếp ông Putin là một thành tựu của đường lối ngoại giao cây tre. Bài viết cũng dẫn quan điểm của giáo sư Vuong Viên cho rằng vấn đề buôn bán vũ khí thì tôi nghĩ là sẽ không có trong công bố chính thức của chuyến thăm, nhưng chắc chắn sẽ được nói trong bí mật vì Việt Nam rất cần vũ khí của Nga để mà bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Một bài báo khác được BBC đề cập đến đăng ngày 20 tháng 6 trên Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời giáo sư Chris Miller tại trường Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts tại Mỹ cho rằng Nga đã đưa nhiều vũ khí vốn được dự tính để xuất khẩu tới chiến trường ở Ukraine. Theo bài viết này, đang có một dấu hỏi về khả năng cung cấp vũ khí của Nga sau khi ngành công nghiệp nước này phải tìm kiếm hỗ trợ từ Trung Quốc, Triều Tiên và Iran để duy trì cỗ máy chiến tranh của mình tại Ukraine. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cách đưa tin khác biệt giữa báo chí quốc tế và Việt Nam trong chuyến thăm của ông Putin. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin các luận dư luận xung quanh thẩm quyền của Việt Nam đối với lệnh bắt giữ ông Putin của tòa ICC. Ngày 18 tháng 6, AFA tiếng Việt bình luận lệnh bắt của tòa hình sự quốc tế đối với Tổng thống Nga Putin và luật hình sự Việt Nam. AFA cho hay sự kiện Tổng thống Nga Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 đang thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế. Điều đáng chú ý là từ sau khi bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh bắt giữ, ông Putin chỉ thăm 3 nước là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam. AFA nhắc lại, Tổng thống Nga Putin đã bị Tòa ICC phát lệnh bắt giữ ngày 17 tháng 3 năm 2023 với cáo buộc phạm tội cưỡng bức đưa trẻ em Ukraine sang lãnh thổ Nga một cách bất hợp pháp. Và đây là hình bài trên AFA. AFA nhận xét, tuy Việt Nam không tham gia tòa này, do đó không có nghĩa vụ thực hiện lệnh bắt, nhưng Việt Nam có tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng năm 1948, trong đó có quy định cưỡng bức di chuyển trẻ em của một nhóm dân này sang một nhóm dân khác là một hành vi diệt chủng, điều thứ hai. Ngoài ra, theo AFA, chương 26 Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam có một loạt điều khoản tương thích, ví dụ điều 421 về tội phá hoại hòa bình gây chiến tranh xâm lược, điều 422 xét xử tội chống lại loài người, điều 423 về xét xử tội phạm chiến tranh, điều 424 về tội tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng hoặc làm lính đánh thuê. AFA đặt câu hỏi Việt Nam có thể bắt ông Putin hay không? Theo đó, AFA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Bộ Luật Hình sự năm 2015 là nội luật, không phải luật quốc tế, nên Việt Nam không thể bắt ông Putin. Ông giải thích như sau. Bộ Luật Hình sự Việt Nam có thẩm quyền trên lãnh thổ Việt Nam, xử lý người phạm những tội đó trên đất Việt Nam hoặc người có quốc tịch Việt Nam vi phạm những tội đó ở nước ngoài. Ông Putin thì không nằm trong bất kỳ loại nào trong phạm vi trên. Tòa ICC thì Việt Nam không tham gia, không thừa nhận thẩm quyền, nên không phải ai bị tòa ICC coi là tội phạm thì Việt Nam cũng vậy. Nếu xét từ góc độ pháp luật thì vấn đề là như vậy. Và đây là hình Tổng thống Nga Vladimir Putin đến sân bay Nội Bài rạng sáng ngày 20 tháng 6. AFA cũng dẫn quan điểm của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada giải thích về hai hướng tiếp cận đối với vấn đề này như sau. Có hai luồng dư luận, hướng thứ nhất cho rằng chủ thể phải có hành vi tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam. Ông Putin làm những việc đó trên đất Nga và Ukraine nên Việt Nam không có thẩm quyền. Còn một luồng dư luận khác cho rằng không nhất thiết ông Putin làm những điều đó trên lãnh thổ Việt Nam thì Việt Nam mới có điều kiện bắt. Bởi vì các điều 421 đến 424 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015 chỉ là sao chép lại luật quốc tế. Thứ hai là về mặt câu chữ thì ta thấy rằng chủ thể ở đây là bất kỳ ai. Vì vậy có thể hiểu là bất kỳ ai có những hành vi cấu thành những tội nói trên thì đều có thể bị bắt dù hành vi đó nằm trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo luật sư Khanh, nếu Việt Nam thực sự muốn bắt ông Putin thì vẫn có thể diễn giải luật để bắt vì đã có sẵn luật rồi. Nhưng về mặt chính trị thì sẽ không có bất kỳ khó khăn nào cho Tổng thống Nga Putin. Ngoài ra, AFA nhận xét chuyến thăm của ông Putin diễn ra trong bối cảnh Việt Nam không tham dự Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine cuối tuần trước, đồng thời cử Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự khối BRICS do Trung Quốc dẫn dắt ở Nga. Theo luật sư Khanh, trong bối cảnh đó, các nhà quan sát cần tiếp cận chuyến thăm của ông Putin từ rất nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ như, có hay không Việt Nam thay đổi chính sách đối ngoại, đánh giá thế nào về tương lai mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng với thế giới tự do nói chung. Và cuối cùng, ai sẽ là người chi phối chính sách của Việt Nam những năm sắp tới? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin các luồng dư luận xung quanh thẩm quyền của Việt Nam đối với lệnh bắt giữ ông Putin của tòa ICC. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.